Xin mến chào quý anh chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ hai, ngày 2 tháng 11 năm 2020. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá nhãn IDO tại khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giá nhãn IDO thì hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá nhãn tiêu da bò, giá nhãn xuồng hay là giá cà na Thái. Quý anh chị và các bạn nào có quan tâm đến giá nhãn hay là giá cà na Thái thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Hoặc là quý anh chị và các bạn có thể bấm nút đăng ký kênh và hình quả chuông ở phía bên dưới. Để khi mình ra video mới thì quý anh chị và các bạn sẽ nhận được thông báo và rất là dễ dàng và thuận tiện để quý anh chị và các bạn có thể vào xem được những clip cập nhật tình hình giá nhãn mới nhất hay là giá cà na Thái mới nhất ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp. Quay trở lại tình hình giá nhãn IDO tại khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp hiện nay thì có giá dao động từ 18.000 đến 21.000 đồng một ký. Ở khu vực Vĩnh Long và Đồng Tháp thì có giá dao động từ 18.000 đến 20.000, 20.500, còn tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang thì có giá dao động từ 19.000 đến 21.000 đồng một ký. Đây là giá thương lái đến tận vườn mua. Ngoài ra thì giá nhãn IDO cũng còn tùy thuộc theo từng khu vực, từng vườn nhãn và từng hình thức mua của lái, mua xô hoặc là mua lựa mà sẽ có giá chênh lệch lên xuống từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Tùy theo từng khu vực, từng vườn nhãn có màu xấu hay đẹp, trái to hay nhỏ mà sẽ có giá chênh lệch hoàn toàn khác nhau. Và do tình hình như hiện nay thì giá nhãn IDO có thể lên xuống theo từng ngày và theo từng khu vực. Và do không có thời gian rảnh nên đôi khi khoảng vài ba ngày mình mới có thể làm một clip cập nhật tình hình giá nhãn IDO. Nên đôi lúc thì nó có chút chậm trễ và nó có chút không được chính xác so với giá của thị trường hiện tại. Mong quý anh chị và các bạn thông cảm. Đồng thời thì mình cũng rất là mong quý anh chị và các bạn nào có ghé xem kênh, có đang bán nhãn hay có biết tình hình giá nhãn ở khu vực nào thì xin vui lòng comment ở phía bên dưới để cho quý anh chị và các bạn xem sao cùng tham khảo được giá. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho tất cả quý bà con nhà vườn mình đang thu hoạch nhãn hay chuẩn bị thu hoạch nhãn IDO sẽ có một quả nhãn đạt được năng suất thật là cao và bán được giá. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những clip cập nhật tình hình giá nhãn IDO kế tiếp của mình.